tổng thống hoa kỳ joe biden đã phê chuẩn tuyên bố thảm họa lớn cho bang texas vào thứ bảy khi bang này phải vật lộn với hậu quả từ một cơn bão mùa đông khiến ít nhất hàng chục người thiệt mạng và gây mất điện trên diện rộng và thiếu nước hàng triệu cư dân ở nơi sản xuất dầu khí lớn nhất hoa kỳ đã phải đối mặt với những ngày mất điện và gần một nửa số người dân texas vẫn đang phải chịu đựng sự gián đoạn trong dịch vụ cung cấp nước của họ Lina Hildoko, quan chức hàng đầu ở Hà Harris County, bao gồm Houston, cho biết hôm thứ Sáu, các nhà chức trách đã báo cáo 10 trường hợp tử vong do bị hạ thân nhiệt, trong đó bao gồm một cậu bé 11 tuổi chết trong ngôi nhà di động đóng băng, theo The Guardian. Một số tử vong liên quan đến ngộ độc khí carbon monoxide khi tìm hơi ấm từ chiếc xe vẫn để máy nổ trong nhà xe garage đóng kín. Việc tuyên bố thảm họa tại Texas cho phép cung cấp tài trợ liên bang cho các cá nhân bị ảnh hưởng, bao gồm hỗ trợ nhà ở tạm thời và sửa chữa nhà ở, cũng như các khoản vay chi phí thấp. Tổng thống Biden cũng đang cân nhắc một chuyến đi đến Texas để khảo sát phản ứng của liên bang đối với cuộc khủng hoảng mới đầu tiên xảy ra kể từ khi ông nhậm chức một tháng trước. Thống đốc Texas Greg Abbott cảm ơn tổng thống đã phê duyệt tuyên bố về thảm họa lớn, nói trong một tuyên bố rằng đó là bước đầu tiên quan trọng Tuy nhiên, ông nói thêm, hỗ trợ cá nhân chỉ được chấp thuận cho 77 quận, không phải tất cả 254 quận của tiểu bang như ông đã yêu cầu. Với việc tất cả các nhà máy điện của bang hoạt động trở lại, hàng triệu người dân Texas cuối cùng đã có thể bật đèn và sửa ấm lại ngôi nhà của họ. Tuy nhiên, tình trạng mất điện vẫn tiếp diễn và hơn 78.000 ngôi nhà vẫn chưa có điện tính đến sáng thứ Bảy. Với thời tiết được cải thiện và nhiệt độ dự kiến sẽ trở lại bình thường trong những ngày tới, mối quan tâm chính đã chuyển từ điện sang nước. Phát ngôn viên của Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas cho biết, hơn 1.200 hệ thống nước công cộng đã báo cáo sự gián đoạn dịch vụ. 14,3 triệu người ở 190 quận đã bị ảnh hưởng tính đến sáng thứ Bảy. Tại Houston thì tình hình lạc quan hơn sau khi điện được khôi phục cho hầu hết cư dân và với việc phân phối hàng loạt nước đóng chai đang được tiến hành. Trong khi đó, thống đốc Abbott cho biết ông đang triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức vào thứ Bảy để thảo luận về mức tăng đột biến trong hóa đơn năng lượng mà nhiều cư dân nhận được sau sự cố mất điện. Hội đồng tin cậy điện của Texas Aircourt, một công ty hợp tác chịu trách nhiệm về 90% lượng điện của bang, đã bị chỉ trích sau khi lưới điện bị sập do nhu cầu tăng vọt trong thời gian đóng băng. Ngoài ra, Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton đã đưa ra các yêu cầu điều tra dân sự đối với Aircourt và các công ty điện lực khác liên quan đến việc mất điện kế hoạch khẩn cấp định giá năng lượng và nhiều hơn nữa liên quan đến thời tiết mùa đông